Ngày 29 tháng 7, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Vũ Phương Anh, sinh năm 1993. Cô gái đã lên mạng xã hội khoe được tiêm vaccine Pfizer nhờ ông ngoại mà không cần đăng ký. Theo đó, Vũ Phương Anh, chủ tài khoản Facebook Vũ Phương Anh, bị phạt hành chính 12,5 triệu đồng theo quyết định số 31 trên quy đề XPVPHC về hành vi thông tin sai sự thật trên trang thông tin điện tử cá nhân tạo lập trên mạng xã hội. Thông tin sai sự thật theo Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông là Vũ Phương Anh đã đăng tải trên tài khoản cá nhân nội dung tiêm vaccine COVID-19 không cần đăng ký và được ưu tiên tiêm vaccine Pfizer. Cụ thể, ngày 19 tháng 7, Vũ Phương Anh đăng tải hình ảnh và thông tin trên Facebook cá nhân Vũ Phương Anh với nội dung như trên. Nhưng theo kết quả kiểm tra, xác minh tại Bệnh viện Hữu Nghị, Thanh tra Bộ Y tế nhận thấy Vũ Phương Anh đưa tin như đã nêu là sai sự thật. Sau đó, đơn vị này đã chuyển hồ sơ vụ việc tới Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan quản lý nhà nước, trong đó có lĩnh vực thông tin điện tử và mạng xã hội, xem xét xử lý vi phạm. Liên quan đến sự việc tiêm chủng của Bệnh viện Hữu Nghị, Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo làm rõ sự việc. Bệnh viện cũng đã điều chuyển công tác của nhân viên y tế và đã xử lý kỷ luật.